thương đất nước Việt Nam thân yêu. Lại lại tiếp có là thấy buồn nặng đã về bà con nông dân đã dùng điện rất nhiều nơi ta làm nông nghiệp gặt lúa vui à, đất nước quê hương các bạn thấy bây giờ cái gì cũng công nghiệp qua hiện đại quá và nông nghiệp cũng hiện đại quá, sống bà con nông dân bây giờ nó không như ngày xưa vất vả để kiếm được cái bát cơm manh áo. Ngày xưa thì con trâu cái cày, mà thấy bây giờ cái gì cũng máy móc, lúa bây giờ cũng có giá, gạo thóc nó cũng có giá. Vừa rồi tôi xem tin tức thấy trên mạng là hiệp hội lúa gạo ở tại Việt Nam đang cùng với lại Thái Lan để đặng mà yêu cầu nâng cái giá lên để ổn định được cái giá nội địa cho bà con nông dân cũng bất khổ và kiếm được cái lợi nhuận cao hơn. Bạn thấy thích thú không? Cánh đồng bát ngát ruộng lúa mênh mông, quê hương cũng là quê hương tuyệt vời chứ đâu phải giống như những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước đâu. Mấy cái tụi mà xuyên tạc chống phá đất nước, tôi nói các bạn, gặp mà dân mà người ta lo làm ăn về đập, nó đập gãi răng, nó đập phía má nhịn ra mà kiểu mà lên mạng, tại người ta làm ăn người ta cái vất vả, người ta mồ hôi nước mắt người ta đổ ra mới có được cái lợi nhuận, các bạn biết không? Để cuộc sống được yên bình, đất nước bình yên mà nó lên mạng nó toàn là xuyên tạc chống phá không? Những người nông dân chân chất, những bác nông dân ngày xưa đó, là phải xuống ruộng cày sới, bây giờ bác nông dân chỉ đi vòng vòng thôi. Chào bác nông dân. Bác nông dân đang thu hoạch đó bác nông dân. Đang thu hoạch cắt lúa. Năm nay bác thu hoạch được nhiều không bác nông dân? Công chắc 10 bao ạ. À. Vậy hả bác? 11 bao vậy đó. Năm nay có giá không bác? Trời rẻ không chết chú ơi, có 54, 53 gì đó hàng ký à. Vậy hả? Dạ. Nghe nói mấy năm nay lúa cũng tạm được lắm mà phải không bác? Có vụ rồi á, vụ rồi trúng. Vụ dạ. Rồi mưa ngập nhưng mà trúng. Dạ, năm nay không trúng nhiều hả bác? Vụ này thấp rồi chú ơi. Dạ. Như vậy thất vậy thì mình lỗ hay sao bác? Lỗ thì không có lỗ mà không có lời. Không lời nhiều thôi gì hả bác hả? Được. Vậy cũng được hả bác hả? Dạ, cảm ơn bác nông dân. Các bạn thấy bác nông dân á. À. Bác nông dân được lên tới thế giới lần đó. Đó các bạn thấy không? Đó đằng kia mấy bác nông dân đằng kia kìa đó. Cuộc sống của. Dạ. Bác được bao nhiêu công vậy bác nông dân? Hết thảy coi cái 3 mấy công là chú. Wow. Wow, là coi như là 3 hecta gửi rồi. Wow, vậy hả bác hả? Bác công được 3 triệu. Dạ. Từ 3 triệu trở lại là đúng rồi. Người ta bán 2 triệu. Ồ, thôi vậy cũng mừng. Dạ, cảm ơn bác nông dân. Thấy những người nông dân đã chân chất, người ta hòa đồng hòa hợp chứ không phải giống như mấy cái dân lũ đạn tàn tiền trên răng dưới bù lon tán mà cái đó chống biết chống cái quái gì nó mà xuyên tạc. Đây là những bác nông dân đó, để bác nông dân có bác nông dân này chúng ta sẽ gửi này tôi đó. Bác nông dân này đây ngon chưa? Đó. Chú được rồi, chú đi. Dạ. Đó, chú nông dân nè các bạn thấy. Nông dân nè đi bác. Thấy chưa? Đó, nông dân bây giờ đi là đi thổi bắt điện thoại gì vậy nè. Đó. Nông dân ngày xưa là bây giờ châu rồi. Nông dân giờ nước ngập lũ á phải đưa điện thoại lên đầu vậy đó. Các bạn thấy tuyệt vời không? Cuộc sống ở quê nhà bởi vậy bây giờ
cái gì cũng vậy, mình biết cần cù là ok thôi, cứ đừng có quá mà ở núi này mà trong núi nọ, đi đâu chết mấy người có cái tư duy vậy. Thôi mình dừng like đây nha anh chị các bạn, chúc anh chị các bạn may mắn. Bye 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 bye.